Thưa quý vị, nấm bào ngư là một trong những loại nấm ăn bổ dưỡng bậc nhất hiện nay. Ngoài việc là một loại ẩm thực thì công dụng của loại nấm này còn là vị thuốc rất tốt cho sức khỏe. Các nhà khoa học mới đây còn phát hiện chỉ cần ăn một ít nấm mỗi ngày có thể giảm đến 45% nguy cơ mắc ung thư. Nghiên cứu do các chuyên gia tại Viện Ung thư bang Penn, Mỹ thực hiện. Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 17 nghiên cứu khác nhau về ung thư. Những nghiên cứu này thu thập dữ liệu của khoảng 19.500 người. Mục đích nghiên cứu là để tìm ra mối liên hệ giữa ăn nấm và bệnh ung thư. Nhóm phát hiện chỉ cần ăn 18 gram nấm trong một ngày có thể giảm đến 45% nguy cơ mắc ung thư. Chúng tôi phát hiện mối liên kết giữa việc ăn nhiều nấm hơn với nguy cơ ung thư thấp hơn, đặc biệt là ung thư vú. Điều này cho thấy vai trò tiềm năng của nấm trong chế độ ăn hàng ngày. Các tác giả nghiên cứu cho biết, những phát hiện này cung cấp bằng chứng quan trọng về tác dụng bảo vệ của nấm trước bệnh ung thư. Giáo sư sức khỏe cộng đồng Ron Zichy, một thành viên của nhóm nghiên cứu nói: "Trong tương lai, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu để xác định cơ chế tác động sinh học của nấm cũng như những loại ung thư mà nấm có thể phòng ngừa." Các tác giả nghiên cứu cho biết số lượng 18 gram nấm trên một ngày là ước tính tương đối. Nhiều bằng chứng cho thấy lợi ích sức khỏe của nấm nhiều hay ít còn phụ thuộc vào loại nấm và cách chúng ta chế biến chúng như thế nào. Nấm là nguồn cung cấp protein, vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa rất tốt cho cơ thể. Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy tác dụng kháng viêm và chống oxy hóa hiệu quả của nấm. Đặc biệt, trong nấm có ergothioneine, một chất kháng viêm và chất chống oxy hóa mạnh mà con người hiện vẫn chưa tổng hợp được. Nấm bào ngư, nấm đông cô, nấm maitake và nấm sò là những loại nấm có hàm lượng ergothioneine cao hơn so với nhiều loại nấm khác. Không chỉ ở Việt Nam mà hiện nay ở các quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc thì họ xem nấm bào ngư như một phần món ăn chính của mình vì họ quan niệm đây là món ăn vị thuốc. Cảm ơn bạn đã xem. Chúc bạn nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống.